Ông cả đang xây gì đây? Tôi đang xây cái chỗ này để dân con chó. Đấy. Để cho con chó xứ. Buổi chiều mà một mình ông xây cái bậc này á? Này anh em đấy. Này giả công ông kiểu gì? Đây này mọi người này. Buổi chiều này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.